Đây là bãi cọc gỗ cũ vừa được khai quật tại di tích Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, bãi cọc gỗ cổ này thuộc trận chiến Bạch Đằng lần thứ 3 năm 1288. Chiều 20 tháng 12 năm 2019, các nhà nghiên cứu lịch sử đại biểu dự hội nghị báo cáo kết quả khai quật di tích Cao Quỳ đã thăm thực địa nơi khai quật 27 cọc gỗ cổ. Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 1 tháng 10 trong quá trình đào vườn, ông Nguyễn Tuân Triệu ở thôn 3, làng Mai Động, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên phát hiện hai cọc gỗ dài hơn 3 mét, đường kính hơn 30 cm. Người dân cho rằng đây có thể là cọc gỗ liên quan đến trận đánh trên sông Bạch Đằng nên đã báo cơ quan chức năng. Sau đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có quyết định cho khai quật khảo cổ tại nơi phát hiện các cọc gỗ. Các cọc gỗ cổ này đã gãy phần đầu, rắn chắc, phân bố không thẳng hàng, nằm cách nhau theo chiều đông tây khoảng 5-7 mét, chiều bắc nam 3,5-5 mét, đường kính cọc từ 26-46 cm, một cọc đường kính 14 cm. Trong đó có 4 cọc nằm nghiêng từ 20-45 độ theo các hướng tây nam. Kết quả giám định cho biết niên đại các cọc gỗ cổ là từ năm 1270 đến năm 1430 sau công nguyên. Ông Đoàn Trường Sơn, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Hải Phòng cho biết, đây có thể là bãi cọc mà quân dân nhà Trần lập nên để ngăn chặn không cho quân Nguyên Mông đi vào sông Giá, qua đó ép đại quân Nguyên Mông đang rút từ phả lại đi vào sông Bạch Đằng và rơi vào bãi cọc chính mà Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã bố trí. Giáo sư sử học Lê Văn Lan còn cho rằng, việc phát hiện thêm bãi cọc tại Hải Phòng cho thấy trận Bạch Đằng không chỉ là một trận đánh mà có thể là một chiến dịch có quy mô lớn. Khi phát hiện được cái trận địa này đấy, thì với tôi với tư cách là nhà nghiên cứu đấy, thì đang trong cái tình trạng gọi là tư duy đấy, thì xem ra phải sắp xếp lại, hình dung lại rất nhiều đấy, những cái nhận thức về cái chiến trận Bạch Đằng này trên cái trận địa đã diễn ra cái trận này. Trước đây chúng ta đọc vào sách dựa vào những cái mô tả thì nó trừu tượng lắm, các nhà khoa học phải tưởng tượng ra là chính. Thì có một cái điểm neo, đấy chính là một cái bãi cọc đã phát hiện đấy, ở bên Quảng Yên đấy. Và tất cả mọi nghiên cứu đều xoay quanh cái bãi cọc đó thôi, để vẽ ra cái này cái kia đấy. Thì khi phát hiện ra đấy đấy, để xem trên bản đồ, thì tôi thấy rằng cái trận địa này nằm rất gần cái phần cửa Bạch Đằng. Và theo cái bản đồ, nó có một cái đường cũng là một cái lạch chiều chảy qua đấy. Thì đây rất có thể là một cái bãi cọc có khi còn lớn hơn bãi cọc chúng ta đã tìm thấy đấy. Và chưa biết cái trận đánh chính nó nằm ở bên đây hay bên kia nữa cơ. Đấy thì rồi chúng ta còn phải tiếp tục nghiên cứu nữa. Cho nên cái nhận thức đầu tiên của tôi đấy là đây là một phát hiện cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta có thể có những nhận thức hết sức mới, thậm chí đảo lộn nhận thức về cái chiến thắng Bạch Đằng này. Trên thực tế, người dân địa phương cho biết khu vực tìm thấy bãi cọc gỗ cổ từng là lòng sông. Theo ghi nhận của chính quyền địa phương, nhiều cọc gỗ tương tự cũng đã từng được người dân tìm thấy trong quá trình canh tác ở đây.